Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, đánh giá về mức độ thiên tai lũ lụt những năm trước, có thể xác định cơ bản đây là trận lũ thế kỷ mới xảy ra một lần. Gần đây, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong nhiều ngày. Lượng mưa đã phá vỡ kỷ lục lịch sử trong cùng thời kỳ. Và một số khu vực dọc theo dòng chính của sông Bắc Giang, hệ thống nước lớn thứ hai ở lưu vực sông Châu Giang vượt quá dòng cảnh báo. Hiện tại, đỉnh lũ ở khu vực Thiều Quan phía Bắc Quảng Đông đã đi qua, thành phố Anh Đức ở Thanh Viễn và nhiều thị trấn dọc sông Lệ Giang vẫn chìm trong lũ và các thành phố ở hạ lưu sông Bắc Giang đang gặp nguy hiểm. Đây là thảm họa lũ lụt do nước thuyền rồng bất ngờ gây ra. Nước trên thuyền rồng đề cập đến lượng mưa liên tục và quy mô lớn xảy ra trước và sau lễ hội thuyền rồng ở miền Nam Trung Quốc trong khoảng thời gian từ hạ chí đến hạ chí hàng năm. Hào Nan, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thảm họa Yongming, nói với nhà từ thiện Trung Quốc, nước thuyền rồng về cơ bản xảy ra hàng năm, nhưng rất hiếm khi lập kỷ lục mới về lượng mưa trong năm nay. Đánh giá từ mức lũ của những năm trước, về cơ bản có thể đánh giá đây là trận lụt thế kỷ mới có một lần. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông, do lượng mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Đông đã phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên như bão, lũ lụt và sạt lở đất. Tính đến 11 giờ ngày thứ hai vừa qua, có tổng cộng 479.600 người ở Thiền Quan, Nam Nguyên, Mễ Châu, Chiêu Khánh, Thanh Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 27,13 ha, 1.729 ngôi nhà bị sập. Theo cô Chu, sống ở làng Yuyui, thị trấn Yuyang, thành phố Jingde, nước đột ngột dâng cao. Cô kể lại, đợt mưa này đã giảm gần một tháng, mực nước đột ngột dâng cao vào ngày hôm qua. Đến sáng ngày hôm nay thì mực nước rút đi một chút nên tôi cũng không quá coi trọng. Nhưng nó lại tăng vào chiều hôm đó. Đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, nước đã ngập cầu thang ở tầng 1. Lúc này, cô Chu mới nhận ra rằng lũ thực sự đang kéo đến. Chị và gia đình nhanh chóng chuyển đồ ở tầng 1 của ngôi nhà lên tầng 2. Gia cầm nuôi ngoài sân cũng được chuyển lên ban công trên gác, rồi xách trục bao gạo lên vô cùng khó khăn. Trước khi đội cứu hộ đến, cô Chu đã vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho những chú cún và những chú dê của mình. Cô nói với South China Morning Post rằng, chúng tôi phải hứng chịu những trận lũ lớn nhỏ hàng năm và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng đến như thế này. Và lúc 9 giờ ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão hạn hán và gió tỉnh Quảng Đông đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp 2 lên cấp 1 khi cô Chu lên thuyền cứu hộ của đội cứu hộ. Nước đã dâng đến thắt lưng. Cô, mẹ cô và em trai 14 tuổi và bà ngoại của cô đã được chuyển đến nhà một người họ hàng ở phố Hoàng để sống tạm ở đó. Không lâu sau khi cô được chuyển ra ngoài, một người bạn trong làng đã gửi cho cô một bức ảnh nước đã ngập đến hơn 1 mét trên tầng 2 ngôi nhà của cô. Tại nhà người thân, có tổng cộng 15 người chen chúc nhau, có cả phụ nữ mang thai, người tàn tật và trẻ nhỏ. Nhưng không lâu sau khi gia đình cô Chu đến đây định cư, lũ lụt trong toàn thị trấn bắt đầu dâng dần lên và chẳng bao lâu sau, tất cả điện nước đều bị cắt. Cô Chu rất sợ hãi và cô cũng lo lắng không biết chó con và dê con bị bỏ lại ở nhà có an toàn không. Những trận lũ lụt nghiêm trọng như vậy chủ yếu gây ra những đợt mưa lớn. Lượng mưa dọc theo sông Bắc Giang và dọc theo sông Lệ Giang, một phụ lưu quan trọng của sông Bắc Giang đã vượt qua mực nước lịch sử trong cùng thời kỳ. Ngoại trừ Shangwan và Jingde đã thu hút được nhiều sự chú ý. Hầu hết thông tin trợ giúp chúng tôi nhận được trong ngày đều đến từ lưu vực sông Lệ Giang, chẳng hạn như thị trấn Buffalo và thị trấn Xianban trước hợp lưu, tất cả đều rất tệ, theo CCTV cho biết. Ngoài Jingde, thuyền rồng nước còn gây ra thảm họa ở những nơi khác. Nước thuyền rồng lần đầu tiên gây ngập lụt ở Giang Tây. Vừa qua, huyện Yushan, tỉnh Giang Tây đã phá vỡ kỷ lục thủy văn địa phương, khiến hơn 10 thị trấn dọc theo sông Lệ An, con sông chính ở nhiều nơi bị hư hỏng nặng. Về cường độ mưa và mức độ ảnh hưởng, lũ lụt ở Giang Tây lần này cũng giống như lũ lụt ở miền Bắc Quảng Đông, nhưng Giang Tây đã trải qua trận lũ lụt số 1 vào năm 2020 trên sông Ganjiang và có khả năng chống lũ mạnh hơn và hạ lưu là nước của hồ Poyang, nơi không gây ra lũ lụt liên tiếp. Nhưng Hào Nan nói với nhà từ thiện Trung Quốc rằng
Trên thực tế, vật liệu ở đó hiện đang rất khan hiếm và vấn đề này cần được quan tâm khẩn cấp. Để đối phó với tình hình thiên tai hiện nay ở miền Bắc Quảng Đông, các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành rầm rộ. Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông, vừa qua Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông đã cấp quỹ cứu trợ thiên tai khẩn cấp năm 2022 là 130 triệu nhân dân tệ, trong đó 30 triệu nhân dân tệ được bố trí cho quỹ cứu trợ thiên tai trung ương và 100 triệu nhân dân tệ cho quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh. Ngoài ra, nhiều nơi đổ xô đến Quyên Dinde. Theo thông tin từ Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Đông, tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, tổng cộng 50 thuyền xung kích và thuyền cao su đã được điều động từ Phật Sơn và các thành phố khác, và 23 chuyên gia từ đội phụ trợ cứu hộ Quảng Đông đã được điều động đến thành phố Dinde để hỗ trợ hoạt động của thuyền cao su và vội vã đến Dinde để cứu hộ. Các tổ chức xã hội cũng hưởng ứng tích cực như Quỹ Phát triển Nông thôn Trung Quốc, Quỹ Một Dòng, Quỹ Phúc lợi Xã hội Nông thôn Thiều Quan, Liên đoàn Từ thiện Khuynh Gian và nhiều tổ chức khác đã đổ xô đến Quảng Đông. Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thảm họa Yongming cũng đã khởi động một ứng phó 3 cấp đối với thảm họa lũ lụt ở Quảng Đông và Giang Tây. Đồng thời, hợp tác với các tổ chức xã hội địa phương để xây dựng một nền tảng hỗ trợ thông tin, cung cấp các điều kiện giám sát thủy văn để nghiên cứu và phán đoán, đồng thời phối hợp tích cực với các nguồn lực từ tất cả các địa phương. Hào Nan nói rằng nó vẫn đang trong giai đoạn cứu hộ khẩn cấp sau thảm họa. Về công tác cứu hộ, mặc dù mực nước ở hầu hết các khu vực của Dinh Đê, nước đã giảm từ tối ngày hôm qua, mực nước ở hạ lưu sông Lệ Giang và từ Bắc Giang đến hẻm núi Phen Lai vẫn đang tăng, vì vậy sẽ có đỉnh lũ mới trong những ngày tới. Về hỗ trợ cuộc sống, có một khoảng cách lớn. Hiện toàn bộ lưu vực sông Bắc Giang bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, không thể chuyển toàn bộ người dân ra ngoài như những đợt lũ lụt vừa qua, dẫn đến hầu hết người dân vùng thiên tai vẫn bị mắc kẹt ở nhà. Từ những thông tin chúng tôi thu thập được để giúp đỡ, chúng tôi sẽ thấy rằng việc làm rỗng các thị trấn là đặc biệt nghiêm trọng. Hầu hết những người bị bỏ lại trong thị trấn là phụ nữ, người già và trẻ em bị bỏ lại. Hầu hết các đơn kêu cứu của những người tìm kiếm mà họ không thể liên lạc được với người thân của họ. Tôi hy vọng họ có thể giúp đỡ. Hãy lên tiếng để đảm bảo an toàn cho những người thân yêu của bạn. Sau khi trận lụt xảy ra ở Dinde, anh Q làm việc ở Thâm Quyến đã không thể liên lạc được với cha mình ở vùng thiên tai. Mãi đến ngày hôm qua, ông Q mới tìm hàng xóm kêu cứu. Hàng xóm trèo từ mái nhà xuống nhà ông Q thì phát hiện chiếc điện thoại di động của cha ông bị mất điện sau khi cúp điện, dẫn đến không thể liên lạc nhờ cứu hộ được. Các chuyên gia dự đoán rằng người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ vẫn bị mắc kẹt ở nhà trong 3 hoặc 4 ngày tới do mực nước giảm chậm. Với ít thiết bị hơn như thuyền kayak, làm thế nào để gửi tiếp tế cho những người bị mắc kẹt là một vấn đề lớn. Vẫn cần kêu gọi quần chúng tự lực, tương trợ và phát huy sức mạnh phối hợp của cộng đồng, Hào Nan nói. Hào Nan tin rằng các tổ chức xã hội tham gia cứu hộ lần này đã hoạt động tốt. Các đội cứu hộ khẩn cấp ở tỉnh Quảng Đông đang tương đối thành thục. Dù là Thiều Quan hay Thanh Viễn, những người tham gia cứu trợ thảm họa đều là các tổ chức cứu trợ thiên tai chuyên nghiệp với năng lực vượt trội của địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ khác nhau. Sự hợp tác giữa các bộ phận rất nhịp nhàng, sự phối hợp sắp xếp các lực lượng xã hội bên ngoài cũng rất hoàn thiện và họ đã thực sự phát huy hết vai trò của mình. Ông cũng tin rằng sức mạnh của các tổ chức xã hội có thể mạnh hơn để đóng vai trò lớn hơn cho công tác cứu trợ thiên tai ở quy mô này. Thưa quý vị, sông Bắc Giang ở lưu vực sông Châu Giang sẽ có một trận lũ lụt thảm khốc mới trong những ngày tới và Quảng Đông đã đưa ra biện pháp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Nước chảy thuyền rồng năm nay kéo dài gần một tháng sắp kết thúc, nhưng sức chịu đựng này vẫn không hề giảm sút. Trong nhiều ngày, các khu vực mưa lớn liên tục xuất hiện ở các thành phố và quận ở phía bắc Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang. Từ hai ngày nay có mưa to đến rất to ở Quyên Gian, Chao Quan và Bắc Giao Kinh và mưa lớn cục bộ. Mưa lớn đã đổ bộ vào các khu vực phía Tây Hai Oan và Bắc Mao Minh. Tất cả các địa phương ban ngành đã được cử khẩn trương ứng cứu, chuyển dân bị lũ cuốn trôi, công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ lũ lụt được triển khai giáo diết. Nước thuyền rồng hung dữ này có sức mạnh như thế nào? Khi nào đợt mưa lớn này mới dừng lại? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người dân đại lục quan tâm. Quảng Đông bắt đầu kiểm soát lũ lụt cấp 1 ứng phó. Sông Bắc Giang ở lưu vực sông Châu Giang sẽ có một trận lụt thảm khốc. Trong suốt thời kỳ nước thuyền rồng, lượng mưa đã xảy ra ở phía Bắc Quảng Đông trong 9 ngày liên tiếp. Hoàng Wu, trưởng dự báo của Trung tâm Khí hậu tỉnh Quảng Đông, giới thiệu rằng, theo thống kê của Bộ phận Khí tượng, trong những ngày qua, lượng mưa tích lũy trung bình ở miền Bắc Quảng Đông là 301,7mm,
trong đó 609,1mm ở huyện Hwanghwan, Thiểu Quan, 503mm tại quận Kwangyang, Kingwan, Yeongdae, Chungti, 501,2mm Haegwan, Linkwan County, 485,4mm Seongran, Ringwa County, 315,4mm Haegwan, Longkwan County, 314,9mm Changwan Singjin County 291,3mm, Mayu Singjin City 234,3mm. 8 quận thành phố này đều đã phá kỷ lục lượng mưa lịch sử trong cùng thời kỳ và thị trấn Haegwan của Tân Cương đã ghi nhận lượng mưa tối đa 848,6mm trong suốt quá trình. Nhìn chung, lượng mưa trung bình ở miền Bắc Quảng Đông lần này nhiều hơn 2,4 lần so với cùng kỳ trong lịch sử. Trong ngày 21, lượng mưa ở Quảng Đông tập trung ở miền Trung và Bắc Bộ, Seongwan, Yangkeung, Kingwan và những nơi khác tiếp tục hứng chịu mưa bão lớn. Một số khu vực xảy ra mưa bão lớn, sông ngòi dâng cao. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Thứ Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!